nội dung clip này à, em thắng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình về nghề sale cho những anh em mới có thể mình tham khảo chứ không dám nói là học hỏi à, đêm qua em có xem một clip thì anh này anh giới thiệu về xe hơi nha bà con xe bốn chỗ thì anh giới thiệu ban đầu là cái chất lượng xe rất là tốt đi ổn định dân dân nói chung là tất cả đều tuyệt vời và hiện tại trong showroom tức là cửa hàng nó không có đủ xe để bán nhưng cuối cùng anh chốt lại câu là gì anh muốn bán chiếc xe này thì bà con thấy thời gian anh để anh làm cái việc trước đó là năm bảy phút mà sau khi anh chốt câu cuối cùng là anh muốn bán chiếc xe đó thì năm bảy phút ban đầu của anh kể như là đổ sông đổ biển cũng là một cách để chúng ta dẫn dắt khách hàng để mua sản phẩm cho mình nhưng mà anh giới thiệu như vậy thì làm mất lòng tin của khách hàng. ví dụ anh có thể nói ừ bây giờ do chủ bị ngợp bị thiếu tiền, bị gì đó mà xe này thật sự nó đi nó tốt như vậy bây giờ chủ cần bán để thanh lý các khoản nợ hay gì đó là ok. còn nói như vậy chẳng khác nào là mình muốn kiểu như mình muốn lừa khách hàng nếu mà sản phẩm nó quá tốt như vậy thì anh sao không sử dụng đi? mà bán ra cho chúng tôi làm cái gì giống như đôi khi em giới thiệu sản phẩm cây cũng vậy em giới thiệu chất lượng nó rất là tốt thì có nhiều bà con hỏi đúng hợp lý luôn là tại sao mình không để trồng đi mà bán gàng chi em cũng có trồng nhưng mà em trồng làm giống để bán bà con và để trồng được số lượng lớn em cũng rất là muốn nhưng mà không có đất cái câu đó là em nói chân tình còn nếu mà em có đất nhiều thì những giống tốt em trồng em làm kinh tế luôn đúng không ạ à? và bất kỳ một sản phẩm nào cũng vậy bà con nó sẽ có hai vấn đề một là phải có ưu điểm thứ hai là có nhược điểm và trước đây khi mà em thắng giới thiệu tất cả các giống gần như em nói rất là sâu về giống đặc điểm là những cái nhược điểm rồi em nói cái ưu điểm sao để bà con ta biết bà con cảm thấy ok thì mua nhưng mà trong cái giai đoạn đó Cô chú thấy em bán được hàng rất là nhiều Nhưng mà cũng nhiều người ghét vì sao Khi mà em nói thật vậy á Nghe em ở cái đầu nguồn đi Cung cấp mà em nói vậy Thì những anh em ở tỉnh nhập hàng về Họ lại bán không được Tại vì à, bà con nghe cảm nhận được Ừ hàng này nó thật nè Tin tưởng được thì cái giống đó nó có những cái nhược điểm như vậy mình không phù hợp mình không trồng thì anh em nó bán không được người ta đâm ra người ta không có thích mình nên sau này khi mà em quay clip em chỉ quay sơ sơ để bà con biết về cái giống đó à, em bán thôi còn mà con muốn biết sâu thì à, những giai đoạn trước mà cách đây hai ba năm á những cái clip đầu á em nói rất là sâu nói nôm na giờ à, à, em không đủ em cũng không dư nhưng mà bản thân em cảm thấy đủ nên em cứ quay nó có bán sản phẩm đủ để duy trì cái 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 doanh nghiệp của em là được rồi nôm na vậy còn riêng về các bạn sale mới chúng ta cố gắng mình mình biết cái gì mình chia sẻ khách hàng cái đó còn không biết thì mình nói không biết hoặc là cái nào mà có những cái nhược điểm ờ mình cứ thẳng nắng chia sẻ khách hàng để người ta biết tại vì khi mà bán bất kỳ một sản phẩm nào cũng vậy à, riêng về tháng nói nha về các bạn xe sale, về xe sale, hơi nhà và đất đó các bạn phải làm có tâm nó mới thật sự luôn tại vì thắng từng bị dính dính xương về đất nên thắng rất là hiểu có nhiều người người ta dành dụm tiền cả đời thậm chí không đủ người ta phải mượn dòng họ bà con hoặc là dây nóng luôn để mua một cái nhà một miếng đất để người ta an cư đặc nghiệp mà chúng ta đưa họ vào một cái thế thế màn trời chiếu đất thì, thì nó quá quá ác còn điên nè giai đoạn này nó thật sự anh chị nếu mà mua xe hơi mình yếu thì có thể mình một là mua trả góp hai mình mình từ từ hãy mua giai đoạn này anh chị mua một chiếc xe mơ xe lướt nôm na gọi xe lướt đi là anh chị rất là dễ mắc xương vì sao à đợt rồi mới đất đợt bảo đúng không ngập biết bao nhiêu chiếc xe hơi ngập mà xe nó anh chị đã ngập một cái rồi thì, thì chỉ có nước mà mà ở nước ngoài xe hơi ngập là giá trị chiếc xe giảm 90 trăm anh chị mình cứ em nói vậy thôi để dễ hiểu còn giống như bán cây như vậy à, hôm qua mới nhắn tin với anh người nước ngoài anh hỏi nhiều lắm mà em biết sử dụng Google dịch có đôi câu nó bị lũng củng nhưng mà nôm na ảnh có hỏi em không như hoài tại sao nhờ sản phẩm này với sản phẩm đó nó lại cách nhau giá quá xa nói nôm na là mắc đi thì em nói anh chị nghe nếu mà mình từng sử dụng những sản phẩm cao mình sẽ biết một cái áo thôi, một cái quần thôi, một cái nón thôi. Nó có thương hiệu thì giá nó khác, không có thương hiệu nhái theo giá nó khác. Hoặc là anh chị đã tới tầm mà mình mua kim cương rồi. Thì kim cương với uh, uh, kim cương môi á gọi là nhân tạo á, đó, hoặc là mặt hàng nuôi cấy nó thấp hơn gấp ba bốn chục lần so với kim cương thiên nhiên thì tại vì sao nó nó, nó không có khác nhau mấy 95 phần trăm với 100 phần trăm thôi nó nôm na về đi bán cây nó vậy vậy giống như em bán cây sầu riêng sầu riêng này gọi là sầu riêng Hoàng Châu Long một cây em bán 900 ngàn thì nhiều chị nói sao mắc hơn mấy giống kia dữ vậy thì em mới nói bà con dạ đầu tiên là nó mới ít cơ sở sản xuất và một điều nữa giống nó là chất lượng cao còn cô chú muốn kiểm chứng về giống như thế nào đó mình có thể mua trái ngoài trường ăn thử rồi mua bên em hoặc là tới trực tiếp nhà em để giao dịch tại vì mỗi sản phẩm nó sẽ có cái giá trị nó không có giống nhau cô chú chúng ta sử dụng nhiều sản phẩm biết chuyện mình ăn uống bình thường không vậy một tô hủ tiếu một dĩa cơm thôi mình đi quán này giá khác mà ở cái vị trí khác cái quán khác nó sẽ có cái giá mới hay là mình uống một chai nước suối của bà bán tạp quá nó sẽ khác với một chai nước suối khi mà cô chú chúng ta vào sân bay ngoài tập quá mình có thể mua 5.000 ngàn, 10.000 ngàn, nhưng vô sân bay là 5 60.000 vô quán ba có thể là 90 100 100 120 lâu quá em đi ba thì em biết nó, nó sẽ tùy vào cái vị trí và cái chất lượng nó giống như em ví dụ hết rồi thì các bạn xem như vậy à <laughs> làm gì vậy? đặc biệt là những sản phẩm mà khi mà bạn bán mà à, ngoài nhà đất, xe cộ thì còn cái nữa là mình bán sản phẩm mà liên quan tới sức khỏe của con người thì cố gắng có thể là cũng vì miếng cơm manh áo nhưng mà chúng ta nên tìm kỹ cái cái chất lượng mặt hàng đó mình hay bán đừng vì cái 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 lợi ích của mình rồi mình lại nói quá lên tội nghiệp những người tiêu dùng ví dụ mình bán cho người lớn như em sao đi nó không có tác dụng cũng được nhưng mà mình bán những sản phẩm mà dành cho người già hoặc là trẻ em á thì đôi khi nó, nó nó, nó tội nghiệp các bạn nhỏ tại vì em đang có con nhỏ em hiểu hoặc là nhà em cũng có người lớn em hiểu con nít nó còn nhỏ nó cần cái chất dinh dưỡng bổ sung để phát triển mà còn người già khi mà bệnh nó tật á người ta cần thuốc men những chất hỗ trợ để cải thiện cái sức khỏe mà mình bán cái sản phẩm đó nó không có chất lượng thì 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 rất là tội thôi đôi lời ngắn ngủ anh em vậy thôi duyên em thắng thì bán cây giống nhưng mà có những cái chia sẻ vậy để uh, uh, cho tạo cái tương tác rồi cũng lâu rồi chưa có lên clip dạ cảm ơn bà con cô chú đã theo dõi em thắng máy bay